họ chưa từng nghĩ tới đạo lý này, càng không cảm thấy phương thức tu luyện trước đây của mình có gì không đúng. Nhưng sau khi Lục Thần nhắc nhở, đột nhiên cảm thấy mình có thể sai rồi. Các người cố gắng suy nghĩ đi, tu luyện cả đời đều tu luyện đến trên người chó, thật sự cảm thấy bi ai thay cho các người. Chẳng lẽ chúng ta thật sự sai rồi? Chúng ta làm sao có thể sai? Chỉ là nấm lại, tự hô tiểu tử này nói cũng có đạo lý riêng. Đừng nghe tiểu tử đó nói nhảm, tiểu tử này khẳng định đang đánh chủ ý lên sư tỷ. Vào lúc này, Ngao Phong đột nhiên cảm thấy có mấy cổ lực lượng khổng lồ tiến vào Hắc Long Thành. Đây là khí tức cường giả nhân loại, cuối cùng cũng đến. Chư vị, theo ta cùng đi trước nghênh đón cao thủ nhân tộc. Giờ phút này trên đại điện này, ngoại trừ một số thủ hạ Long tộc, còn có cường giả của yêu tộc, còn lại tam đại yêu đế đến đông đủ. Còn có sứ giả của Ma Môn, cùng một vị ma đế của Ma Môn cũng đến. Ngao Phong huynh không phải là đang nói đùa chứ? Ngươi bảo chúng ta đi nghênh đón cường giả nhân tộc, chúng có xứng không? Nhân tộc này thật đúng là đủ sĩ diện. Họ đề nghị gặp nhau ở đây, cùng bàn cái gì Viêm Hoàng Tinh đại sự, nhưng đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Hãy để ta đợi ở đây. Thật tưởng họ là ai? Muốn nghênh đón, yêu tộc các ngươi tự đi nghênh đón là được rồi. Chúng ta làm sao có thể đi? Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Cơ tiên tử. Tại hạ không tiếp đón từ xa, mong tiên tử rộng lượng. Tiên tử chờ ở đây một lát, tại hạ trước đi đón Lục Thần đạo hữu. Xem ra ngày đó Lục Thần trong Ngao Phong này lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, không thể xóa được. Tiểu tử này không có hảo ý. Lục Thần đạo hữu, Ngao Phong chờ ở đây đã lâu. Những người khác của ba phe thế lực đều đã đến. Lục Thần đạo hữu mời bên này. Đám thần thú Long tộc sau lưng Long tổ, nhìn thấy tộc trưởng của họ từng cao cao tại thượng, lần đầu tiên lộ ra hèn mọn như vậy, cử chỉ khách khí như vậy, thật sự có chút không quen. Người này chính là thiên tài nhân tộc Lục Thần kia sao? Ta thế nào cảm giác người này cũng chẳng có gì ghê gớm, khí tức của hắn cũng không phải cường đại như thế nào. Tộc trưởng vì sao đối với người này cung kính như thế? Lẽ nào một tháng trước tộc trưởng thật sự chịu thiệt trong tay người này? Chưa có nói nhảm, thực lực của tộc trưởng ngươi không biết sao? Phóng nhãn toàn bộ Viêm Hoàng Tinh, lại có ai có thể làm cho tộc trưởng chịu thiệt? Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Sư tỷ, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Cơ Vô Nguyệt căn bản là không thèm để ý hắn, nhìn đều muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Ta nói, sư tỷ, ta cũng chỉ đưa ra một đề nghị, cũng không có nói là muốn thế nào à? Lại nói, ta cũng đã nói việc này, nhất định phải ngươi tình ta nguyện, chúng ta mua bán không xả thân nghĩa tại à? Ngươi vậy mà coi chuyện này như một vụ mua bán, lát nữa lại thu thập ngươi. Tĩnh Tĩnh, ngươi cũng tới, không ngờ ngày đó từ đầu tĩnh, vậy mà cũng là một cái tuyệt đối thiên tài. Các hạ nhận lầm người rồi, nhanh như vậy liền trở mặt không quen biết. Ta còn ông qua ngươi đây. Lục Thần thốt ra lời này, đột nhiên cảm giác được từng đạo ánh mắt giết người hướng phía mình mà đến. Ta cùng Tĩnh Tĩnh nói chuyện không phải việc của các ngươi. Quả nhiên không hổ là thiên tài nhân tộc, ngươi liền ngồi ở đây, quên à? Thành thật xin lỗi, sư tỷ người ngồi chỗ này à? Ngao Phong, ngươi nói đi, đại ca, đừng đùa với ta được không? Ngươi đã triệu tập mọi người tới, nói muốn tụ hội thảo luận đại sự Viêm Hoàng Tinh, nhưng ngươi muốn ta nói gì? Lần này được Lục Thần đạo hữu ủy thác, mời ba phe thế lực Viêm Hoàng Tinh chúng ta tụ tập ở đây là có một đại sự. Mọi người đều biết, trước đây Viêm Hoàng Tinh ta gặp đại nạn, thiên ngoại dị tộc đột nhiên phá vỡ phong ấn, tàn phá Viêm Hoàng Tinh, không chỉ có chu diệt yêu tộc Hắc Long thành ta, cũng tấn công nhân tộc thành trì, là muốn đem Viêm Hoàng Tinh ta chỗ có sinh mệnh nhất cử tiêu diệt. Chắc hẳn các ngươi đã cảm thụ qua thực lực đáng sợ của thiên ngoại dị tộc. Lần này nếu không phải Lục Thần đạo hữu ra tay, sợ rằng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Việc này thiên chân vạn xác, chỉ bằng hắn một người liền giải quyết thiên ngoại dị tộc. Xin hỏi có căn cứ gì? Chứng cứ? Ngươi muốn chứng có gì? Vậy phải xem ngươi xuất ra chứng cứ gì. Cũng không thể nói mà không có bằng chứng. Ngươi nói thiên ngoại dị tộc bị ngươi một mình giải quyết, liền thật giải quyết. Xem ra ngươi là đối thực lực của ta có hoài nghi nha. Cái này cũng không có gì, nếu ngươi muốn xem thì cũng không sao. Đám mưu xuẩn kia nhìn không giống người tốt, vẫn là cùng chúng ta tại một khối á? Cách biệt lâu như vậy, thực lực của Lục Thần đã cường đại đến tình trạng như thế. Mặc dù bản thân đã đạt đến hoàng cực cảnh rồi, nhưng đối mặt với Lục Thần lại không có sức phản kháng. To gan, ngươi đây là tìm chết. Ta ngược lại phải xem thử làm thế nào ngươi giải quyết thiên ngoại dị tộc một mình. Làm sao, không phục sao? Nghe nói ngươi đã từng tàn sát thành trì của nhân tộc, giết hàng trăm ngàn người, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết không muốn hối cải. Con người của ta luôn đều ưa thích đổi tận giết tuyệt, cho nên cũng lời chơi với ngươi nữa. Những cao thủ Ma Môn mang đến, lúc này những người này không dám thở, từng người một run rẩy ở đó. Lục Thần, ngươi quá đáng rồi. Quá đáng sao? Tất nhiên không quá đáng. Tên đó đối với Lục Thần đạo hữu vô lý trước, bản thân không bằng người, đổ lỗi cho ai? Điều này cũng không tính là quá đáng sao? Vậy thì chia thêm một chút nữa. Ma Môn một phương, bây giờ chỉ còn lại một mình Tư Đồ Tĩnh. Sao ngươi không cùng giết ta luôn? Không phải luôn thích diệt cỏ tận gốc sao? Một người đẹp như cô, làm sao hắn có thể hạ thủ được? Sư tỷ, ngươi có thể hiểu rất rõ ta, đó là đương nhiên à. Con người của ta không có ưu điểm nào khác, chỉ ưa thích mỹ nữ. Cô ấy vốn là nữ nhân của ta, con người ta xưa nay không che giấu. Ngươi không nên nói nhảm. Ta lúc nào là nữ nhân của ngươi? Ta liều mạng với ngươi. Nếu đã rơi vào tay các ngươi, muốn chém muốn giết tùy ý các ngươi. Ta nói rồi, ta không nỡ giết ngươi. Ngươi cũng đừng quay về, chỗ như Ma Môn kia còn quay về làm gì? Thánh nữ Ma Môn này có gì tốt? Mỗi ngày trốn tránh như chuột qua đường, trốn tránh tránh, cũng không có ý gì à? Ta là thánh nữ Ma Môn, tự nhiên muốn về Ma Môn, trừ khi ngươi giết ta, nếu không, ta nhất định phải quay về. Những gì ngươi nói có lý, dù sao ngươi cũng lớn lên trong cái gọi là Ma Môn, muốn quay về cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, nếu như cái gọi là Ma Môn của ngươi không tồn tại nữa thì sao? Cái gì? Ý của ngươi là
muốn đem người của ma môn toàn bộ đều tụ tập tới, giáo hóa bọn hắn, để bọn hắn cải tạo quy chính. Không có khả năng, nếu như bọn hắn có thể cải tạo quy chính, từ lâu đã không còn ma môn kia nữa rồi. Không phải ngươi một hai câu, uy hiếp một cái, liền có thể hoàn thành, căn bản không thực tế chút nào. Ta lúc nào nói qua, muốn đi cảm hóa bọn chúng. Lấy gì để cảm hóa? 300 bài hát thiếu nhi sao? Đám người nghe xong lọt vào mây mù. Lần này thiên ngoại dị tộc tấn công Viêm Hoàng Tinh, đây đối với tất cả sinh mệnh Viêm Hoàng Tinh mà nói là sinh tử tồn vong đại sự. Thế nhưng đối diện nguy cơ trước mắt, nhân tộc chúng ta liều chết kháng cự, tổn thất nặng nề, ngay cả yêu tộc cũng có không ít tổn thương. Nhưng mà ma môn đâu? Lúc này lại trốn đi, giống chuột tiến vào cống thoát nước, thậm chí bí mật phá hoại. Rác rưởi như thế này nên được dọn sạch hoàn toàn, không cần thiết phải tồn tại. Đương nhiên, ta nói như vậy không phải nhằm vào ai, quân thế kia nên triệt để biến mất, từ đó cũng không tiếp tục tồn tại. Ngươi muốn tiêu diệt toàn bộ ma môn? Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.